Sau 10 ngày ra quân thiết lập lại trật tự, vận tải, sắp xếp đưa đoàn khách riêng biệt cho taxi công nghệ tại cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, đã mang lại những ấn tượng đặc biệt đối với hành khách. Chính những tín hiệu tích cực này đang góp phần tạo dựng nên sự văn minh, an toàn cho một sân bay có vị trí và tầm ảnh hưởng quan trọng trong nước cũng như khu vực. Khác hẳn với những hình ảnh nhốn nháo dèo kéo hành khách vào cuối năm 2020, những ngày qua, tại cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã thay đổi một diện mạo hoàn toàn mới. Kể từ ngày đầu tiên của năm mới 2021 cho đến hôm nay, sự quy củ, trật tự là điều mọi hành khách có thể nhận thấy rõ nét nhất khi mà khu vực đón khách giữa taxi công nghệ và taxi truyền thống được tách biệt rõ ràng. Nhiều du khách đã không giấu được sự ngạc nhiên, bất ngờ. À, em đi nhiều nơi rồi. Nhưng mà lần đầu tiên thì em mới thấy là mình có set up một cái địa điểm để ráp đón khách như thế này. Thấy là tiện á, tại vì mình có được một cái điểm đón, mình khỏi có phải là hẹn cái tài xế ở đội điểm này điểm khác á, mình có một cái điểm cố định á thì tài xế sẽ dễ đón mình hơn. Nó thật là không lộn xộn nữa. Và em cũng tự tin là đi du lịch tại Đà Nẵng và cũng như là giới thiệu những bạn bè, và nếu như mà khi mà quay lại địa phương mình sống thì mình sẽ lan tỏa cái tinh thần này. Có nghĩa là đã sửa đổi kịp thời và như vậy chứng tỏ là người Đà Nẵng rất là mến khách. Để có được kết quả ấn tượng ban đầu như thế này, Trung tâm An ninh Hàng không, Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng đã phải đắn đo lên phương án rất nhiều để chọn ra biện pháp tối ưu nhất, vừa đảm bảo quyền lợi bình đẳng cho các bên, vừa giúp công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cảng được trật tự, an toàn. Chính phương án bố trí này đã đem lại sự thuận tiện cho việc quản lý mọi mặt tại cảng. Khi mình tổ chức sắp xếp lại thì sẽ có rất nhiều cái thuận lợi đối với hành khách. Thứ nhất là cái khoảng cách di chuyển của hành khách tới cái khu vực được thiết lập để khai thác, vận chuyển là rất gần. Cái thứ hai là tại khu vực chúng tôi thiết lập hệ thống giám sát bằng an ninh hàng không, hệ thống camera, bảo đảm ánh sáng rất là tốt. Và từ đây thì chúng tôi có cái điều kiện trong công tác quản lý, công tác giám sát và xử lý tất cả các trường hợp vi phạm nếu có. Trong tuần đầu triển khai sự sắp xếp mới này, Trung tâm An ninh Hàng không cũng phối hợp với Công an thành phố và Sở Giao thông Vận tải để có hướng tuần tra kiểm soát, giúp ổn định tình hình mọi mặt an ninh trật tự. Thời gian tới, Công an phường sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng tuần tra cả ban ngày cũng như ban đêm để đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông. Đồng thời bên cạnh đó cũng tuyên truyền nhắc nhở người dân cũng như các tài xế taxi công nghệ chấp hành theo đúng quy định. Những thay đổi ban đầu ít nhiều đều khó khăn. Nhưng với sự quyết tâm của các lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại cảng hàng không sẽ giúp nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng đến sự thoải mái an toàn cho mỗi du khách khi đến với thành phố Đà Nẵng.